Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, chiều ngày 24 tháng 5 năm 2023, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh dẫn đầu đến thăm và làm việc với chính quyền bang Geneva. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Macro Borgia, Chủ tịch Hội đồng Hành pháp bang Geneva, ông Vincent Sopilia, Giám đốc Phòng Thương mại Công nghiệp và Dịch vụ bang Geneva, CCIG, ông Philippe Fleury, Chủ tịch đắc cử nhiệm kỳ Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, liên đoàn doanh nghiệp vùng pháp ngữ tại Geneva cùng với đại diện các đơn vị quản lý kinh tế và tài chính của bang cùng tham dự có đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Ông Mauro Bocchia, chủ tịch hội đồng hành pháp bang Geneva bày tỏ sự vui mừng và hân hạnh được đón tiếp đoàn công tác Ông đã giới thiệu khái quát về bang Geneva và những nét chính trong quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Việt Nam. Mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa bang Geneva và thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vinh dự được Ngài Chủ tịch Hội đồng Hành pháp bang Geneva và các thành viên đã đón tiếp đoàn công tác của Đà Nẵng tại Geneva, đồng thời đã giới thiệu những thông tin tổng quan kinh tế xã hội thành phố về những tiềm năng thế mạnh về môi trường sống, làm việc và kinh doanh tại Đà Nẵng. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Kỳ Bình đã mời ông Macro Borgia, Chủ tịch Hội đồng Hành pháp bang Geneva đến thăm thành phố Đà Nẵng. Ngài Chủ tịch đã vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp trong thời gian tới.